số bình thường ấy thì nếu mà chúng ta tắt khóa thì nó sẽ bị giật, còn tay ga thì cũng không vấn đề gì, tay ga thì nó sẽ trôi đi chứ nó không có giật hay gì hết. Rồi ok, thì mình sẽ kiếm cái đường trống để mình ví dụ cho các bạn xem. Nếu mình mà mình giảm, nếu mà mình mà nhả hết côn ra mà còn số như vậy thì xe nó sẽ đề máy lại đó. Đấy, các bạn thấy không, rất là đơn giản. Nhưng mà các bạn nhớ là khi mà chúng ta, các bạn nhớ khi mà chúng ta tắt động cơ thì chúng ta phải bóp côn lại, nếu không xe nó sẽ không tắt máy được. Tại vì khi mà còn côn là cái xe này nó có cái hệ thống quay bánh để mà nổ máy, khi mà chúng ta bị hết bình các kiểu đó, thì khi mà chúng ta đang có chớ như vậy mà nếu như chúng ta mà không bóp côn lại mà cái côn nó quay tác động như cái máy thì điện.